chúng ta đến phần mới nữa, đó là xóa bỏ thói quen lo lắng trước khi sự lo lắng tàn phá chúng ta. Thì để cho tâm chúng ta không còn chỗ cho sự lo lắng, đó là một điều rất là quan trọng. Bây giờ mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về cái chủ đề này nhé. Thì gia đình Marian G. Douglas, một học viên trong lớp chúng tôi, đã trải qua những tháng ngày thật bi thảm. Anh chỉ biết đau khổ giảm xuống gia đình anh không chỉ một mà tới hai lần. Lần đầu là khi anh mất đi đứa con gái 5 tuổi mà anh thực sự yêu thương. Vợ chồng anh tưởng chừng không thể vượt qua được cú sốc ấy. Thì 10 tháng sau, họ lại mất thêm một đứa con gái vừa mới chào đời được 5 ngày. Hai nỗi đau liên tiếp ấy gần như nằm ngoài sức chịu đựng của vợ chồng anh. Người cha này nói: "Tôi không thể chịu đựng được điều đó. Tôi không ăn nổi, không ngủ nổi, không thể nghỉ ngơi hay thư giãn gì được. Tôi trở nên yếu đuối và hoàn toàn mất tự tin vào bản thân. Cuối cùng anh phải đi gặp bác sĩ. Người thì đưa cho anh hàng đống thuốc ngủ, người khác lại bảo anh nên đi du lịch. Anh đã thử cả hai cách nhưng đều vô ích." Anh nói: "Tôi có cảm giác như cả người mình đang bị đặt trong một cái eto. Eto là dùng từ dùng để kẹp chặt một vật gì đó cho phải thế dịch để mai buộc. Mà hai cái hàng ngày càng kẹp chặt hơn. Quả là anh đã có một nỗi đau buồn khôn xiết. Ai có trải qua hoàn cảnh ấy thì mới hiểu được cảm giác của Douglas lúc đó. Anh tâm sự: "Nhưng may mắn là tôi vẫn còn một đứa con nữa, một cậu nhóc 4 tuổi. Những thằng bé đã giúp tôi tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình. Một buổi chiều khi tôi đang ngồi thẫn thờ thì nó lại gần và hỏi: 'Bố ơi, bố làm cho con một chiếc thuyền nhé.' Lúc đó tôi chẳng có tâm trạng nào mà làm thuyền, và thật ra thì tôi chẳng còn tâm trạng làm bất cứ việc gì nữa. Nhưng con trai tôi vốn là một cậu bé bướng bỉnh, nó bị nặng nặng đòi và tôi đành phải nhường bộ. Mất 3 giờ đồng hồ để làm xong chiếc thuyền. Đến khi hoàn thành món đồ chơi cho con, tôi mới chợt nhận ra rằng đây cũng là 3 giờ đầu tiên trong nhiều tháng nay tinh thần tôi được thư giãn và thanh thản. Và thêm đó khiến tôi bừng thoát khỏi trạng thái đờ đẫn và đầu óc linh hoạt lên một chút. Lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi có thể suy nghĩ và nhận ra rằng người ta chẳng thể nào lo lắng được khi phải bần rộn tính toán và lên kế hoạch cho một việc gì đó. Như trong trường hợp của tôi, việc tập trung động thuyền cho con đã giúp đặt bật nỗi lo lắng ra khỏi tâm trí. Thế là tôi quyết định giữ cho mình lúc nào cũng bần rộn. Ngay đêm đó, tôi đi từ phòng này sang phòng khác trong nhà, đến một danh sách các việc cần làm, có hàng đống thứ cần được sửa chữa. Tủ sắt, cầu thang, cửa chớp, cạnh cửa sổ, nắm đấm cửa, khóa cửa, vòi nước bị hở. Thật ngạc nhiên là trong 2 tuần, tôi đã tìm ra 242 thứ cần phải được sửa chữa. Suốt 2 năm qua, tôi đã sửa gần hết những vật dụng đó. Ngoài ra, tôi còn lấp đầy thời gian trống của mình bằng hoạt động xã hội khác. Mỗi tuần 2 tối, tôi tham dự cả buổi học dành cho người trưởng thành ở New York. Tôi tham gia các buổi sinh hoạt xã hội tại địa phương và phát hiện ra trưởng ban giáo dục tôi đã giúp việc quyên tiền tài trợ cho, và hiện đang là trưởng ban giáo dục. Tôi cũng giúp việc quyên tiền tài trợ cho trường hội chữ thập đỏ và nhiều hoạt động khác. Giờ đây tôi bình định nỗi không còn thời gian mà lo lắng, không có thời gian để lo lắng. Đó cũng là lời Winston Churchill đã nói khi phải làm việc 18 giờ mỗi ngày trong giờ thời gian điểm của Thế chiến thứ hai. Rất rõ. Họ được hỏi: "Ông có lo lắng về trọng trách to lớn mà mình đang đảm nhiệm không?" Churchill đã nói: "Tớ quá bình thường nhưng không có thời gian để lo lắng về chuyện đó."
giống như Winston. Churchill trong quá trình nghiên cứu để phát minh bộ khởi động tự động dùng cho ô tô. Catherine cũng miệt mài làm việc đến mức không còn thời gian lo lắng. Lúc ấy ông nghèo đến nỗi phải lấy gạc xếp trong kho chứa cỏ khô làm phòng thí nghiệm và dùng $1,500 vừa ông nhận dùng từ thù lao dạy đàn piano của bà để mua sắm dụng cụ nghiên cứu. Sau đó ông còn phải mượn thêm $500 từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình. Tôi hỏi vợ ông rằng khi đó bà có lo lắng hay không? Bà trả lời có chứ. Tôi lo đến mất ngủ như ông khác. Catherine thì không. Ông ấy còn mải mê với công việc rộn rộn không còn thời gian để lo lắng nữa. Nhà khoa học vĩ đại Pasteur còn nói về thanh thản trong thư viện vô phòng thí nghiệm. Tại sao lại tìm được sự thanh thản ở những nơi đó? Vì người làm việc trong thư viện vô phòng thí nghiệm luôn miệt mài nghiên cứu khoa học và không còn tâm trí để lo lắng về những vấn đề cá nhân của mình. Họ hiểm khi bị suy sụp tinh thần bởi không có thời gian để phung phí cho việc lo nghĩ. Tại sao việc đơn giản giữ cho mình luôn bình thường là có thể xua tan được lo lắng? Các nhà tâm lý có thể lý giải điều này dựa trên một quy luật cơ bản nhất của tâm lý học. Một người dù thông minh đến mấy cũng không thể đồng thời nghĩ đến hai điều. Không thể cùng một lúc vừa hăng hái và nhiệt tình làm một việc gì đó vừa cảm thấy lo lắng bất an. Trạng thái cảm xúc này sẽ loại bỏ trạng thái cảm xúc kia. Chính phát hiện đơn giản đó đã giúp các bác sĩ tâm thần đạt được những kết quả khi dựa vào việc điều trị cho các bệnh nhân bị rối loạn thần kinh sau thể chiến thứ hai. Nhiều người lĩnh được ra khỏi cuộc chiến và vẫn bị ám ảnh vì những gì đã trải qua và họ đã được các bác sĩ chữa trị bằng toa thuốc. Bệnh rồi liên tục từng phút trong ngày của những bệnh nhân được sắp xếp kín các hoạt động, thường là các hoạt động ngoài trời như câu cá, săn bắn, chơi bóng, chơi golf, chụp ảnh, làm vườn, khiêu vũ để họ không còn thời gian rỗi mà nhớ lại sự kinh hoàng của chiến tranh. Ngày nay thuật ngữ thuật ngữ